Rồi em lên một con máy xài gia đình cho anh em ha. Con này là con Makita MDE400 nha anh em. Số series là 00073281. Con này là Makita đồng đứng anh em, dòng máy nhỏ xài gia đình nha anh em. Làm 4 tấc rưỡi. Anh em mà hạ cây cắt củi thôi đó, cần con máy mà ổn định đồng đứng, hàng đề cao thì alo em, giá thì siêu rẻ anh em, 1,5 triệu. 1,5 triệu anh em nào chuyển khoản đủ em bao ship cho anh em lô đó luôn. Còn anh em nào không chuyển khoản đủ thì cọc cho em trước 200, còn nhiêu thì nhận hàng kiểm tra thanh toán anh em, thì cái tiền ship em không bao được. Còn anh em nào chuyển khoản đủ em bao ship ha. Làm ghim theo máy, xích thì ghim theo máy luôn. Nhưng mà em sẽ tặng cho anh em thêm một cội sợi xích mới anh em. Sợi xích này nó cũng còn hơi mỏng quá nên em tặng cho anh em xích mới luôn. Rất là đẹp luôn, thời này đây là lớp nhôm luôn anh em. Rồi test mẫu cho anh em coi, cái thằng em nhờ anh em test mẫu cái. Rồi con này 1,5 triệu anh em, có bơm sân phụ ha. Đây cưa nồng đứng nha. Và tất cả các dòng máy cưa trên hiện tại trên thế giới bây giờ chỉ là sử dụng động cơ 2 thì nha anh em. Có những cái con Trung Quốc 4 thì không có xài được rồi, còn tất cả máy Nhật, máy Thụy Điển, máy tất cả các dòng trên thế giới luôn đều là 2 thì nha. Xăng pha nhớt nha, anh em pha theo tỷ lệ là 15. Nếu mà nhớt thường á thì pha khoảng 16 17 lít xăng và 1 lít nhớt anh em. Nhớt hơi thiện anh em. Còn rồi em hướng dẫn anh em mà khi mua về muốn sử dụng con máy, muốn nổ máy nó lên ha, mình bóp xăng phụ nè, bóp khoảng vài cái lúc mà buổi sáng nha. Còn khi máy mình đã nổ rồi thì mình giật là nổ thôi, còn chưa máy chưa nổ thì mình thấy bóp xăng phụ này lên cho nó lên xăng như vậy. Rồi cái càng le nè anh em gạt lên mức cuối cùng nha, mức số 2 nha, gạt lên mức cuối cùng trên đây luôn. Rồi anh giật chừng nào anh em nghe tiếng ho một tiếng rồi anh em trả lại mức đầu tiên anh em, mức ấy. Rồi anh em giật nó chạy, khi nó chạy rồi là mình giật nó là chạy nghe anh em. Còn lúc mình máy mình đã ho lên là mình phải trả nó về nghe anh em, trả về vị trí này nó mới chạy được nha. Rồi ok, anh em nào cần con máy xài gia đình thì alo em.